top những cặp đôi trên tình bạn dưới tình yêu trong thám tử lừng danh Conan. Cùng điểm qua top 4 cặp đôi có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu nổi tiếng trong thám tử lừng danh Conan nhé! Dù là một bộ truyện trinh thám, nơi mà độc giả thót tim với những vụ án quanh cậu nhóc thám tử lừng danh Conan, tuy nhiên bộ manga này cũng có những cặp đôi yêu nhau nồng thắm. Thế nhưng bên cạnh đó là những cặp đôi có mối quan hệ khá đặc biệt. Tình cảm của họ ở mức trên tình bạn, dưới tình yêu. Cùng chúng tôi điểm qua top 4 cặp đôi này nhé! Hondo Esuke và Ranmori. Hondo Esuke và Ranmori là hai người bạn tốt của nhau. Tình cảm Hondo Esuke dành cho nàng Ranmori là hoàn toàn chân thật. Con gái của thám tử Mori cũng rất quý mến và luôn dành cho chàng sự quan tâm như một người bạn. Hondo Esuke vẫn không bỏ cuộc dù cho nàng là hoa đã có chủ. Tuyệt đối chỉ nghĩ về Ranmori mà thôi. Tuy nhiên tình cảm là thứ không thể gượng ép, miễn cưỡng. Dù có yêu đến mấy thì cũng chỉ là đơn phương từ một phía. Có lẽ vì vậy mà sau này Hondo Esuke sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng Ranmori chỉ yêu anh chàng thám tử Shinichi Kudo mà thôi. Conan và hung thủ áo đen. Đây có lẽ là cặp đôi đặc biệt nhất trong tất cả các cặp đôi. Được mệnh danh là thần chết, đi đến đâu, Conan cũng gắn liền với những vụ án và một nhân vật không thể thiếu là những sát thủ áo đen. Dường như hai người có một mối liên kết đặc biệt luôn dính liền với nhau như hình với bóng. Sau một phút ngớ người thì các bạn trẻ cũng phải gật gù công nhận đây là cặp đôi tưởng không hot nhưng lại hot không tưởng, phải không nào? Trong suốt hơn 1.000 chat đã qua, kể cả án mạng thảm khốc, không thứ gì có thể chia lìa họ. Đây gọi là định mệnh rồi, phải không các bạn? Kaito Kid và Shinichi. Kaito Kid và Shinichi Kudo có lẽ là cặp đôi đam mỹ được yêu thích nhất trong bộ truyện tranh nổi tiếng Thám tử lừng danh Conan. Cả hai có nhiều điểm tương đồng đến ngạc nhiên về tính cách, trí thông minh và khả năng suy luận hơn người. Không những có khuôn mặt giống nhau đến từng chi tiết, Kid và Shinichi đều có bộ óc suy luận hiếm ai có thể so được. Những cuộc so tài, đuổi bắt đầy kịch tính phải chăng chính là chất xúc tác để các fan đẩy thuyền cặp đôi ngày càng nhiều. Cả hai đều là khắc tinh của đối phương, đều là người mà đối phương vừa ghét bỏ lại vừa khâm phục. Tất cả đã tạo nên một mối tình tương ái tương sát hoàn hảo. Hãy thử tưởng tượng, nếu có ngày cặp đôi này về cùng một nhà thì không biết bao nhiêu fan sẽ khóc hết nước mắt khi mà trai đẹp đã ít lại còn yêu nhau nữa. Haibara và Conan. Shinichi quả là một anh chàng không chỉ phá án giỏi mà còn có số đào hoa. Không những được ghép đôi với Ranmori mà số lượng các fan để thuyền cho cặp đôi Conan và Haibara cũng không hề nhỏ. Cả hai đều bị teo nhỏ. Chính vì vậy mà Conan và Haibara thường xuyên đồng hành trong nhiều vụ án để truy tìm tung tích, tổ chức áo đen. Cùng ngồi trên một con thuyền, cùng một chí hướng, cùng đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm. Tất cả những điều đó khiến Conan và Ai càng hiểu sâu sắc về nhau, càng cần sát cánh bên nhau hơn khi sự sống và cái chết cận kề. Không khó để nhận ra tình cảm thầm lặng mà Haibara dành cho Conan. Và điều khiến fan càng cảm thấy đau lòng hơn cả chính là những giây phút thấy cô phải chứng kiến tình cảm Shinichi dành cho Ran mà lùi lại và tắc thành cho hai người. Chính vì sự tốt bụng, nhân hậu được che giấu bởi vẻ ngoài lạnh lùng mà Haibara chiếm được khá nhiều cảm tình của độc giả. Về phía Conan, dù khẳng định chỉ yêu Ranmori, nhưng tình cảm của Conan dành cho Haibara quả thực cũng không phải là tình bạn bình thường. Có thể nói tới tận bây giờ, nhiều người vẫn tiếc cho Haibara vào mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với chàng thám tử nhí Conan. Ngoài ra, những cặp đôi trời ban được yêu thích và xuất hiện nhiều nhất trong truyện đó chính là Shinichi Kudo và cô bạn thời thơ ấu Ranmori dẫn đầu danh sách vì dù sao đây cũng là cặp đôi chính trong truyện. Đứng thứ hai là cặp đôi trẻ trung, đáng yêu nhưng cũng không kém phần trưởng thành, Heiji Hattori và Kazuha Toyama. Theo sát với vị trí thứ ba là cô tiểu thư to mồm, bạn thân của Ran, Sonoko Suzuki và anh chàng Makoto Kiyogoku cực giỏi karate. Cư dân mạng chưa kịp phấn khởi và dương dương tự đắc với ba kết quả, có nhắm mắt cũng đoán ra này, thì cặp đôi thứ tư đã khiến mọi người phải ôm bụng cười, vì đó chính là hung thủ da đen và Conan. Sau một phút ngớ người thì các bạn trẻ cũng phải gật gù công nhận đây là cặp đôi hot không tưởng và không ai hay cái gì, kể cả án mạng thảm khốc, có thể chia lìa họ. Có bạn còn bình luận hài hước, hẳn là vậy rồi, nơi nào có anh da đen, nơi đó có Conan mà. Bạn khác thì không kiềm chế được sự phấn khích, phải thốt lên.
tôi đã biết ngay từ đầu mà, đây là cặp đôi không ai vượt qua được đâu. Dù đã có rất nhiều thông tin về việc bộ truyện thám tử Conan sẽ sớm được kết thúc, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy tác giả Gosho Aoyama sẽ sớm kết thúc bộ truyện tranh trinh thám này. Bản thân mangaka này cũng đã từng nói rằng, trong tập cuối, lần lượt tất cả các nhân vật chủ chốt đều sẽ xuất hiện và thân phận của trùm áo đen cũng như số phận của Shinichi lúc đó mới được phơi bày, nhất định mang lại nhiều điều bất ngờ thú vị cho độc giả. Nhưng xem ra, ngày ấy vẫn còn xa lắm. Trên đây là top 4 cặp đôi có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu và những cặp đôi xuất hiện nhiều nhất, nổi tiếng nhất trong thám tử lừng danh Conan. Các bạn ấn tượng nhất với cặp đôi nào? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!